Em về rồi hả? Sao anh lại ngủ ở đây? Sao không lên giường ngủ? Vừa rồi anh không muốn ngủ, anh nằm rồi ngủ quên mất. Vậy anh ngủ tiếp đi. Không ngủ nữa. Cảm ơn anh. Mang về cho em nhiều như vậy đều là những món em thích ăn. Macaron, trứng muối, còn có bánh cuộn hương vani nữa. Cảm ơn anh vẫn còn nhớ. Nè, anh ăn một chút đi. Anh mua cho em mà. Em ăn đi, anh không ăn đâu. Anh ăn một miếng đi nè. Ngon như vậy hèn chi em thích là phải. Mạnh thực à? Chúng ta sinh con đi. Không được. Không phải anh đã bước lên bậc thang mới trong sự nghiệp à? Chuyện đàm phán với hai bên sân, tất cả đều giao cho anh rồi. Nhưng đàm phán không thành công. Đàm phán không thành công thì thôi vậy. Em biết, đối với đàn ông, sự nghiệp rất quan trọng. Nhưng nếu muốn thành công, mà anh phải khổ sở như vậy, mệt mỏi khó chịu, thậm chí cười cũng không cười nổi. Vậy em càng hy vọng anh sống được thoải mái hơn. Bà xã, em còn nhớ bác sĩ đã nói gì với em không? Nếu như trong thời gian em mang thai bệnh tình tái phát thì sẽ không giữ được đứa bé. Em nhất định sẽ tan nát cõi lòng. Anh nghe điện thoại đó. Alo, giám đốc Minh. Dạ. Không sao, không sao. Tôi chuẩn bị xong rồi. Dạ được. Bà xã, anh muốn ra ngoài ăn đêm. Cô nhìn nha, thay đổi trình tự B2 này, đồng thời cũng phải thay đổi phương thức quay lại. Sau đó ấn nút này 2 giây, được chưa? 2 giây, nhớ kỹ đó. Dạ đúng rồi. Tiếp đó cô lặp lại một lần, ấn nút này 2 giây. Hiểu rồi chứ? Hiểu rồi. Vậy là hoàn thành thao tác này rồi. Được rồi, nhớ kỹ chưa? Chủ nhiệm Tống, chủ nhiệm Tống, xin bà dành chút thời gian. Mũ của cậu đâu? Hôm nay ai là nhân viên an toàn vậy? Chuyện này là do tôi, chủ yếu có việc khẩn cấp cho nên tôi không để ý. Lỗi tại tôi. Bản thân cậu từng bị thương vì sự cố an toàn. Cậu cũng biết chuyện có lớn bằng trời cũng không quan trọng mà an toàn à? Đúng vậy, bà nói rất đúng. Lần sau tôi không dám nữa, không dám nữa. Công ty có một hoạt động ngoài lề, cần bà tới dự họp một chút. Hiện tại trong xưởng còn nhiều việc, tôi không rảnh. Việc này có liên quan đến dự án Lộc Sơn số 1 của Vệ Thừa, có thể thân sức đại trà hay không? Công ty chúng ta đang bàn chuyện hợp tác của công ty mình với Hai Bơ Sơn. Cấp trên của Ma Theo muốn gặp bà, tôi cũng hết cách rồi. Không phải vừa mới kiện xong sao? Tại sao phải bắt tay với họ chứ? Còn muốn tôi đi dự triển lãm? Tôi thực sự không rảnh đâu. Chủ nhiệm Tống, chủ nhiệm Tống, tại sao phải hợp tác cùng người xấu? Kỹ thuật không phân chia tốt hay xấu, chỉ có tiên tiến và lạc hậu. Tôi và Hai Bơ Sơn bàn chuyện hợp tác, chỉ quan tâm tới kỹ thuật và tài chính của họ. Có vấn đề gì chứ? Bây giờ anh cặp kết quả nghiên cứu của Trương Bân và Vệ Thừa đi hợp tác với Hai Bơ Sơn, vậy không phải đâm một dao vào tim Vệ Thừa hay sao? Lợi ích công ty lớn hơn tình cảm cá nhân, trong lòng Vệ Thừa chắc cũng hiểu. Vậy đổi công ty khác không được à? Tôi còn phải đi đón sân bay đây. Cậu nói cái gì? Lộc Sơn muốn hợp tác với Hai Bơ Sơn làm công ty thủy lực. Đổng Minh Thực đã đi đón họ.
Anh đi đâu vậy? Tôi vừa biết có một quán ăn siêu ngon, đi ăn thử đi. Cậu nói gì với anh ấy vậy? Tôi nói với anh ấy, bên Heberson muốn bàn chuyện hợp tác. Não cậu rơi xuống cống rồi. Anh chờ tôi đã. Cô tránh ra. Kích động là ma quỷ, không kích động là đầu gỗ. Cô muốn làm gì? Muốn đi thì cùng nhau đi. Nếu như không khuyên được anh thì tôi ngồi ở đây luôn. Nếu như gặp tai nạn xe cộ cũng có người chôn cùng. Tôi sẽ không tông xe đâu. Mời cô xuống xe giùm. Lý trí khôi phục 5%. Mời cô xuống xe. Sau khi kích động phải có người tính tiền. Thay người đang mất lý trí, khi tôi tính tiền thay anh sẽ giảm 50%. Người mất đi lý trí không phải là tôi, là Đổng Minh Thực, là Lộc Sơn. Alo, Đổng Minh Thực, tôi đang phía sau xe anh. Anh chờ tôi một lát, tôi nói với anh vài câu. Bây giờ không tiện. Anh đừng bấm còi nữa, ở đây mà bấm còi sẽ bị phạt tiền đó. Anh khống chế cảm xúc đi. Tôi khống chế cảm xúc cái gì chứ? Có cảm xúc là bản năng, khống chế cảm xúc mới là bản lĩnh. Nếu như Lộc Sơn đã quyết định hợp tác, vậy chúng ta phải bỏ qua ăn quán cá nhân. Chỉ cần có lợi cho Lộc Sơn, để dự án Lộc Sơn số 1 có thể sản xuất đại trà, vậy là được rồi. Anh lái xe đi, để tôi gọi. Không nghe máy, tiếp tục gọi. Được. Anh ta cướp máy rồi. Đổng Minh Thực, tôi phải nói chuyện với anh. Vệ thừa, anh có thể đừng vì cảm xúc cá nhân mà làm chuyện ngu xuẩn được không? Để tôi gọi tiếp. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi biết lỗi rồi. Xin anh cho chúng tôi một cơ hội đi. Đường cao tốc, chạy siêu tốc, dạ, là hành vi cực kỳ vô trách nhiệm đối với bản thân và người khác. Phải tiến hành phạt tiền các vị, phê bình giáo dục.
nên bạc thế nào thì bạc thế đó. Hy vọng các vị phối hợp. Nhất định phối hợp mà. Đổng Minh Thực, đồ thần kinh. Chúng tôi phải giữ cổ phần khống chế. Sản phẩm của dự án Lộc Sơn số 1, phương án kỹ thuật tổng thể cũng là của chúng ta. Nhà xưởng, sân bãi, công nhân kỹ thuật viên, những thứ này tất cả đều là của chúng ta. Các anh chỉ có tư cách một đối tác đầu tư, muốn cổ phần khống chế hoàn toàn không thể được. Chỗ các anh có bơm đặc chủng hơn 60 MBA, nhưng không có bơm siêu cao áp. Những việc này trong tương lai chúng tôi cũng có thể cung cấp kỹ thuật. Cho nên chúng tôi tới đây hợp tác, không chỉ là hợp tác tài chính, mà là còn về kỹ thuật, hợp tác tầng sâu nữa. Anh có thái độ như vậy, tôi vô cùng vui mừng. Nhưng nắm cổ phần khống chế là giới hạn của chúng tôi. Quan bơm xi lanh của quý công ty chúng tôi đã dùng mười mấy năm, nhưng chúng tôi chỉ cần đưa ra chuyển nhượng kỹ thuật đều bị các anh bác bỏ. Chúng tôi cũng sợ rồi. Hay là chúng ta thay đổi cách suy nghĩ một chút, chúng ta nói chuyện máy móc bảo vệ môi trường, vấn đề chuyển nhượng kỹ thuật, nguồn năng lượng mới. Bên thủy lực chúng tôi không giữ cổ phần khống chế, bên bảo vệ môi trường còn giúp các anh kiếm được nhiều tiền, giúp các anh chiếm lĩnh 20% thị trường trong tương lai. Trên thương trường không thể có chuyện các anh được lợi, chúng tôi lỗ vốn được. Anh nói rất đúng, hợp tác cùng có lợi là nền tảng. Nếu không thì giám đốc Minh cũng sẽ không ngồi ở đây nói chuyện với các anh, đúng không? Chúng tôi sẽ nhường một bước, đồng ý chuyển nhượng một phần máy móc bảo vệ môi trường năng lượng mới, công nghệ điều khiển điện cơ pin. Nhưng về mảng thủy lực, chúng tôi nhất định phải giữ cổ phần khống chế. Đây là điều kiện cuối cùng của quý công ty. Phải, các anh đồng ý rồi, có thể ký tên vào bản ghi nhớ. Tiếp đó chúng tôi có thể bàn thêm các chi tiết. Nếu các anh không đồng ý, thật xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể lấy làm tiếc. Dù sao chúng ta vẫn là đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi có thể sớm công bố tiếp theo sách lược cạnh tranh máy móc bảo vệ môi trường, điều chỉnh giá cả thiết bị dùng năng lượng mới. Thật ra tôi kích động như vậy không phải chỉ vì Trương Bân, nhưng mà hợp tác không phải là để mở rộng miếng bánh format thủy lực sao? Cô cho là bọn họ sẽ học tập đồng chí Lô Phong sao? Bọn họ cũng không muốn chúng ta nhúng tay vào kỹ thuật mấu chốt, làm sao có thể lấy ra chia sẻ với chúng ta chứ? Họ chỉ hy vọng chúng ta làm xong cúc áo, làm xong áo sơ mi, tiếp đó đi đổi lấy máy bay của họ. Đây là vấn đề dị tính chất. Cho nên lần này hai bên sơn nhận định hợp tác chính là muốn quyền khống chế cổ phần. Vậy giám đốc Minh có đồng ý không? Ông ấy thì tôi không biết, nếu là Phương Dệ Châu chắc chắn sẽ không. Lần trước họ cầm cây gậy to vu cáo chúng ta, bắt chúng ta phải hầu tòa, ngay sau đó lại đưa cà rốt bằng chuyện hợp tác. Trong mắt bọn họ, có phải chúng ta đã đụng tới miếng format của họ? Chúng tôi nhất định sẽ tranh thủ thời gian nghiên cứu những điều kiện của các anh. Chờ tin tốt của anh. Tin tức tốt gì vậy? Tôi biết được không? Lão Phương, Chủ tịch Phương, tôi đưa ông ra ngoài. Ngăn cản tôi làm gì? Tôi tới gặp bạn cũ 10 năm trước không được à? 10 năm trước các anh đã quen biết nhau à? Phải.
chuyện cần cẩu bị gãy, không chỉ quen biết mà còn hiểu rõ nhau. Lão Phương, mọi việc cần nhìn về phía trước. Đương nhiên, nếu như không phải nhìn về phía trước, nếu như không có nằm gai ném mật 10 năm thì sẽ không có Lộc Sơn số 1 ngày hôm nay, càng không có khả năng cùng anh Âu Quên đến nơi này cùng ngồi ngang hàng bàn cơ hội hợp tác, đúng không? Anh khống chế cảm xúc như vậy là để thể hiện anh phản đối chúng tôi nắm quyền cổ phần công ty Thiếu Lực sao? Nắm quyền cổ phần. Vậy xin hỏi, từ ngày ký hợp đồng, 2% các anh có thể cung cấp cho chúng tôi toàn bộ bản vẽ thiết kế và công nghệ bơm thủy lực 40 đến 56 MPa và trên 60 MPa sao? Xin lỗi, tôi nói thẳng, cho dù đưa cho các anh, các anh có thể gia công được à? Hôm nay không thể, nhưng ngày mai nhất định sẽ có thể. Cứ để chúng tôi sản xuất, các anh dùng đi. Vậy xem ra thái độ phản đối các anh giữ quyền cổ phần là chính xác, đúng không? Chủ tịch Phương, Lão Minh, Thủy Lực Đông Hải nhiều năm trước hùng giống với 2%, công ty 2% giữ quyền cổ phần 51%. Trong thời gian hợp tác 2 năm, bên 2% chẳng những không cung cấp cho họ kỹ thuật cốt lõi và kỹ thuật nâng cao, mà còn khống chế quyền kinh doanh và con đường tiêu thụ, khiến cho rất nhiều lợi nhuận chảy ra nước ngoài. Sau khi bị lỗ một khoản tiền lớn, phía Trung đã không còn năng lực để đầu tư tiếp. Ngay tại thời điểm đó, 2% bèn mua lại 49% cổ phần công ty từ phía Trung. Từ một công ty hùng vốn lại biến thành công ty con họ. Giám đốc Minh, Lộc Sơn là do anh ta đứng đầu hay là anh vậy? Anh nói đi. Lão Phương à, đợi lát nữa chúng ta nói chuyện sau được không? Tiểu Đồng, thay tôi tiễn anh Owen nha. Dạ. Anh Owen, mời đi bên này. Hùng vốn làm lỗ, chiếm vốn riêng. Ba khâu này 2% chỉ dùng 3 năm. Sau 3 năm, Lão Minh, anh nên về hưu đi. Chủ nhiệm, Owen muốn đi gặp gì? Là vì ngưỡng mộ tay nghề của gì à? Không đúng. Đàm phán lần này hình như giữ bí mật với chủ tịch Phương. Nếu đã âm thầm lặng lẽ như vậy, tại sao Owen lại muốn mạnh thực hẹn mẹ ra gặp mặt chứ? Vậy không khác gì thông báo với thiên hạ, hay là muốn thông qua miệng của mẹ để nói cho con biết, chọc con nổi giận, đến khi không khống chế được phải vào cục cảnh sát. Mẹ, vậy mẹ có biết kết quả cuối cùng ra sao không? Mẹ chỉ nghe nói là Phương Duệ Châu cũng không được vào hội trường. Sau đó khi tan họp, ông ấy chặn ở cửa ra vào, cãi nhau một hồi cùng đám người nước ngoài và giám đốc Minh. Sao mày giống anh quá vậy? Con gọi điện thoại cho ai vậy? Chủ tịch Phương, tắt máy rồi. Con phải đã ký hiệp nghị với 2% rồi đó chứ. Tắt điện thoại đi. Hôm nay cho dù là Minh Đức Giang cũng không dám ký hợp đồng. Hai ta uống rượu thoải mái đi. Ba, tắt đi. Giờ con tìm không ra con, cô ấy sẽ lo lắng. Đúng là con bé nên lo lắng cho chồng mình. Nói thật, ba thật không ngờ tối hôm nay con có thể tới đây uống rượu với ba.
Tại sao vậy ba? Con bàn chuyện hợp tác với Hai Bên Sơn, con không làm gì sai, không cần áy náy hay trốn tránh. Ba không phản đối hợp tác, nhưng ba không đồng ý Hai Bên Sơn cầm quyền cổ phần. Kỹ thuật quan trọng bị người ta nắm giữ, sau này thứ bị tổn hại không chỉ riêng lợi ích kinh tế mà còn gây hại cho quốc gia. Đạo lý này con không hiểu à? Thật sự không hiểu sao? Đương nhiên con hiểu chứ. Con cũng không muốn để họ nắm quyền cổ phần, giám đốc Minh cũng không muốn. Nhưng mà Lộc Sơn không có tiền. Lúc trước không phải ba đã đi tìm ngân hàng à? Có tác dụng không? Vì sự phát triển kinh tế của công ty và nâng cao sản xuất, con cũng hết cách rồi. Mạnh Thực à, làm kinh tế, làm nghiên cứu khoa học cũng phải có tôn nghiêm. Tôn nghiêm cũng cần dựa vào thắng lợi để đổi lấy. Nếu như mù quáng khăng khăng đòi nắm quyền cổ phần, sẽ không thể làm được công ty thủy lực. Ba, công việc cuối cùng của ba tại Lộc Sơn đã hoàn thành. Ba đã lui về nhưng không nghỉ ngơi, nhúng tay vào việc quản lý Lộc Sơn. Chẳng những không giải quyết được vấn đề, còn tạo ra càng nhiều vấn đề hơn. Nhưng mà chuyện nắm quyền cổ phần, ba sẽ chống đối tới cùng. Đọc đi, xem anh gây ra chuyện gì tốt. Xem ra con châu chấu đái xe như tôi đã khiến bọn sư tử ngạo mạn kia sợ rồi. Anh không thấy anh chặn cửa cãi nhau với người ta rất nực cười sao? Nực cười. Nhưng nực cười chưa chắc là chuyện đáng buồn. Kinh tế quốc gia và khoa học kỹ thuật phát triển, rốt cuộc là kiên trì lấy bản thân làm trọng hay là xem trọng người ngoại quốc? Đây là một vấn đề cần phải rõ ràng. Vấn đề này nếu không làm rõ, nếu như vậy, tự mình sáng tạo cái mới, thúc đẩy nâng cao sản xuất công nghiệp, suy cho cùng chỉ là câu nói suông. Cho nên, tôi phải nói không với việc Hai Bên Sơn đòi cầm quyền cổ phần. Anh không thấy vệ thừa đuổi theo xe trên đường cao tốc sân bay, anh chặn ở ngoài phòng họp, thậm chí chiến sĩ Tống được mời gặp mặt, điều quá trùng hợp à? Phó tỉnh trưởng không, đây là phép khích tướng, người ta đã làm đủ chiêu trò, anh thua không có gì để phàn nàn. Nếu như vậy, cứ để cho họ làm chủ đi. Vậy anh muốn tôi phải trực tiếp can thiệp hành vi thị trường à? Tôi phải dọn hậu quả cho anh à? Đơn xin từ chức của anh, tỉnh ủy phê rồi. Tôi phục tùng quyết định của tổ chức. Chăm chỉ làm việc đi. Nhanh lên, có đánh số đó. Đồ của nhà nước không được lấy đi thứ gì. Đồ dùng cá nhân, bỏ vào trong thùng. Nhanh lên, chủ nhiệm Vạn. Cậu đang làm gì vậy? Chuyện là đồng chí Dễ Châu đêm qua đã thu dọn đồ đạc cá nhân, cũng đã giao lại chìa khóa. Bây giờ tôi đang giúp ông ấy hoàn tất việc dọn dẹp thôi. Gọi người ở bên trong ra đi. Nhưng mà tại sao vị giám đốc Minh đơn xin từ chức của đồng chí Dễ Châu? Tỉnh ủy đã duyệt rồi, hơn nữa cũng đã quyết định rồi. Giữ lại văn phòng sao? Bốn chữ đằng sau quyết định cậu không đọc được à? Có phân công khác. Có phân công khác à? Nè, ngừng lại, tạm thời đừng động vào, để yên đó. Khu vực giám sát. Nè, ký tên đi. Tào Huệ, có. Cơm nước xong thì đi tắm, có người nhà tới thăm. Rõ. Phòng gặp mặt.
Xem ra rừng quý khống chế tốt đó. Tôi cũng yên tâm. Nếu như khống chế cảm xúc cũng đơn giản được như bệnh tiểu đường. Chỉ cần tiêm insulin là khống chế được thì tốt rồi. Trước kia, nếu ông quan tâm tới tôi, tới cái nhà này hơn, thì chúng ta đã không ly hôn. Trước kia đều do tôi không tốt. Vì lý do công việc, tôi càng ngày càng bỏ bê gia đình. Con gái mình sao rồi? Nó vẫn khỏe. Cảm ơn. Bác sĩ à, thế nào rồi? Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì. Cô ấy có thể mang thai bình thường. Mình thật à? Tốt quá rồi. Em có thể làm mẹ rồi. Có thể mang thai, nhưng không có nghĩa nhất định sẽ được làm mẹ. Bệnh của cô vẫn chưa khỏi hoàn toàn, cho nên tôi không ủng hộ sinh con. Phải. Bác sĩ nói đúng. Chúng ta không thể mạo hiểm. Vậy xác suất là bao nhiêu? 90%. Tôi muốn chiến đấu với 10% kia. Chồng cô cũng nghĩ như vậy à? Không. Phương Phi, cảm ơn bác sĩ. Xin lỗi nha. Phương Phi, Phương Phi, Phương Phi à, em đừng hờn dỗi nữa. Không thể lấy sinh mạng ra đùa giỡn được. Em muốn sinh con, em muốn làm mẹ. Em làm gì sai à? Không sai, không sai, không sai. Nhưng mà dùng 10% đi đánh bạc, bà xã anh bị biến chứng hậu sản thì anh tuyệt đối không đồng ý. Dù xác suất là 90% cũng không được. Có còn hay không đối với hôn nhân của chúng ta không quan trọng mà. Anh càng nói như vậy, em càng cảm thấy có lỗi với anh. Với tình trạng kinh tế hiện nay của chúng ta, ngay cả xe cũng không dám mua. Sinh con ra làm sao nuôi đây? Em bé là loài động vật bốn chân, nuốt vàng, tiền sữa bột, tiền điện tả, bao nhiêu loại tiền, máy đốt tiền 100%. Vậy người ta nuôi con thì sao? Không để họ nuôi con bằng không khí. Mỗi nhà mỗi khác, hoàn cảnh không giống nhau. Chúng ta đầu tiên cần giữ gìn sức khỏe, sau đó mua xe, rồi hãy sinh con. Sinh hai đứa. Đứa lớn tên thú nuốt vàng, đứa nhỏ tên máy đốt tiền. Đáng ghét. Đừng tức giận mà, đừng mà. Về nhà thôi. Những bài báo, tin tức của tổ chức chúng ta đã gây áp lực với chính phủ Trung Quốc. Phương Vệ Châu đã hoàn toàn mất đi quyền lực. Chẳng lẽ thắng lợi như vậy không nên vui vẻ à? Trước khi nắm được quyền hợp đồng thì không nên đắc thắng. Có câu nói trước bước không qua. Ông đừng quá lo lắng. Tôi đoán chừng 2 ngày nữa thôi, Minh Đức Giang sẽ ký hợp đồng với chúng ta. Đừng quên lúc trước so với Minh Đức Giang, Phương Vệ Châu còn mạnh mẽ hơn nhiều. Ông ta tận lực phổ biến kế hoạch đổi sang tài chính, nhưng đã bị Khâu Mộc Dương bắt ngừng lại. Chào Owen. Chào Matthew. Tối hôm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Tôi đang đợi kết quả nên thấy chút lo lắng. Sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Chúng tôi biết ông Owen rất thích văn hóa Trung Quốc, cho nên cố tình sắp xếp đi tham quan thư viện Nhạc Ngọc. Cho nên hôm nay Phó Tỉnh trưởng Khâu sẽ đích thân đi cùng ông. Khâu Mộc Dương, không sai. Có thể hợp tác hay không, nhất định phải qua được cửa ải này. Được rồi. Thư viện Nhạc Lộc. Duy sở hữu tài, vô tư vi thịnh. Nơi đây đã từng nhân tài xuất hiện lớp lớp. Giải thích đúng đó. Nhưng mà tôi càng muốn tư trong vô tư vi thịnh được hiểu thành lúc này đương đại. Bởi vì Trung Quốc hôm nay đi con đường kinh tế thị trường rất vững vàng, cũng nhất định anh tài sẽ xuất hiện lớp lớp.
Xin mời. Cứ xem tự nhiên. Tiêu Tương Què Thị. Học viện này có một học trò tên là Ngụy Nguyên. Đúng vậy. Thời điểm hắn học ở trường này là cách đây khoảng 200 năm. Năm xưa khi hắn đưa ra chính sách học người Âu để kiểm soát người Âu, hình như mãi cho đến hôm nay, Trung Quốc học tập nghiên cứu khoa học kỹ thuật đều là đang kiểm soát người Âu. Đức Giang, chúng ta đã mở cửa làm ăn thì phải cho phép người khác nghi vấn. Tại sao Ngụy Nguyên phải kiểm soát người Âu? Đó là bởi vì 170 năm trước, các anh dùng đại pháo cùng nha phiến để mở ra con đường ngoại xâm. Bất kỳ một quốc gia có chủ quyền nào, chủ quyền kinh tế đều là quốc gia, là nền tảng của độc lập chính trị. Mà quyền chủ đạo khoa học tiến bộ là nền tảng của chủ quyền kinh tế. Hôm nay chúng tôi muốn nói là khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất số 1. Chúng tôi muốn nói về xây dựng vận mệnh nhân loại và cộng đồng. Ông thật sự ủng hộ chúng tôi hợp tác với Lộc Sơn, bao gồm nắm quyền cổ phần, dùng phương pháp đấu thầu để quyết định hợp tác với ai, chẳng phải sẽ phù hợp kinh tế thị trường hơn sao? Lúc trước các ông chưa bao giờ đề cập mà, hạch tâm của kinh tế thị trường không phải là cạnh tranh công bằng à? Các ông là doanh nghiệp sản xuất hàng đầu, càng nên dẫn đầu hỗ trợ, đúng không? Khâu Mộc Dương, không có gì. Tôi rót cho ông một ly nước khác. Ông đừng tức giận. Không cần đâu. Ông vẫn chưa ăn cơm tối, đồ ăn nguội rồi, để tôi gọi đồ khác cho ông. Không cần. Cho dù là công khai đấu thầu, cả nước cùng theo dõi, có công ty nào sẽ đối đầu cạnh tranh với hai bên sân đây? Tỉnh ủy đang dễ thêm chuyện mà thôi. Lão Minh, cảm ơn anh đã đánh cờ với tôi. Chơi cờ tôi thua rồi, nhưng chuyện dòng bi chúng ta thắng rồi. Ai không muốn thắng chứ? Nhưng có lần thắng nào mà không bắt đầu từ thua chứ? Các bạn muốn thế nào? 40 đến 56 MBA, phương hướng thiết kế rất tốt mà. Không làm à? Khi chúng tôi tới đây, anh không hề nói hai bên sân nắm quyền cổ phần. Ai nói với cậu hai bên sân chắc chắn sẽ nắm quyền cổ phần? Đây là chuyện xảy ra đột xuất. Một khi hai bên sân nắm quyền cổ phần, những thiết kế của chúng ta chắc chắn họ sẽ không dùng. Hơn nữa những thiết kế như chúng tôi chắc chắn cũng không có đất dụng võ.
Đúng vậy, nhiều nhất thì làm công cho họ, giữ đồ cho họ. Hiện tại cây táo không còn, quả táo cũng không còn, chúng tôi ở lại cũng không ý nghĩa. Đúng vậy. Mọi chuyện còn chưa tới nước đó. Mọi người đừng kích động giống như tôi. Nếu thực sự để Han Fengshen nắm quyền cổ phần, tôi là người đầu tiên từ chức. Xin lỗi, anh dừng bước. Kỹ sư cao cấp ăn cơm ở bên đó. Tôi không ăn cơm, tôi tìm giám đốc mình. Nhưng tôi để anh đi vào, tôi sẽ bị đuổi việc đó. Giám đốc Minh, vào đi, để cậu ấy vào đi. Mời. Hiệu năng cực kỳ tốt, lượng dầu tiêu hao chỉ bằng 1/3 xe bình thường. Hơn nữa có rất nhiều trí tuệ nhân tạo. Giám đốc Minh, chuyện có liên quan đến cổ phần, tôi muốn nói suy nghĩ của tôi. Giám đốc Minh, ông làm việc tiếp đi, tôi đi trước nha. Ngồi xuống đi, cùng ngồi nghe suy nghĩ của vệ thừa. Dạ. Giám đốc Minh, không thể để cho hai bên trên giữ quyền cổ phần. Nếu không chúng tôi vĩnh viễn không có hệ thống thử lực cao áp 60 MBA trở lên, thậm chí 40 đến 56 cũng không có. Tôi cũng không muốn họ giữ cổ phần, nhưng mà tài chính nguyên kiện cực lớn, chúng ta không có tiền. Có thể bán máy móc bảo vệ môi trường. Tôi phản đối. Máy móc bảo vệ môi trường là điểm đột phá mang tính phát triển của công ty trong năm nay. Đợi thêm thời gian nữa sẽ là đại thụ che rồi. Hiện tại bán đi là hoang phí. Tập trung chủ nghiệp sao lại hoang phí? Kiếm được tiền, có thể phát thưởng cuối năm mới là sự nghiệp chân chính. Vậy thường, không thể vì anh đang nghiên cứu máy bơm 40 đến 56 MBA mà khiến công ty lần nữa bị chặt tay. Không phải bị chặt tay mà chặt tay cầu đường sống, đang chọi gà. Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Cậu nói đi. Nếu như muốn thực hiện mục tiêu phát minh bơm bít tông cấp độ 40 đến 56 MBA trở lên, kết luận chỉ có một: hai bên sân nắm quyền cổ phần. Mục tiêu tôi đồng ý, nhưng mà kết luận tôi không đồng ý. Vậy anh có thể nói ra xí nghiệp quốc danh nào có kỹ thuật thủy lực và thực lực vượt qua được Lộc Sơn chúng ta? Quốc danh không được thì còn tư nhân, ví dụ như Ngọc Hoành, để tư nhân cầm quyền xí nghiệp quốc danh, anh nghĩ sao vậy? Chuyện cổ tích à? Không phải phó tỉnh trưởng Khâu từng nói sao? Hoan nghênh tư nhân tới đấu thầu mà. Đó là để tỏ thái độ với đám người nước ngoài. Nếu như để tư nhân quản lý xí nghiệp quốc danh lớn như chúng ta, không nói đến lịch sử thành công cực ít. Trong lòng của tôi cũng sẽ rất đau buồn. Tôi chỉ còn 2 năm nữa phải về hưu. Tuổi này của tôi không thể làm người đầu tiên ăn thịt cua. Vệ thừa, vệ thừa, tôi không có gì để nói với anh, nhưng tôi có điều cần nói. Chủ nghiệp của anh là phát minh hệ thống thủy lực, không phải quản lý xí nghiệp, càng không phải quấy nhiễu công việc của người đứng đầu. Một khi hai bên giữ quyền cổ phần, kỹ thuật quan trọng của họ chúng ta không thể đụng tới, tâm huyết của chúng ta họ hoàn toàn không để ý tới. Anh đừng đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích công ty. Kỹ thuật phải có tôn nghiêm. Người ta chỉ cần dùng một khoản tiền hữu hạn là có thể hoàn toàn phá hủy nền tảng kỹ thuật về tương lai của chúng ta. Anh không đau lòng à? Đau lòng thì không phát triển sao? Nè, anh nhìn đi, những xí nghiệp anh liệt kê không có bên nào dám lên sàn cạnh tranh với hai bên sơn, bao gồm Ngọc Hoành. Tôi cũng đã điện cho họ,
Anh biết phản ứng của họ là gì không? Là tiêu cực, thậm chí là sợ hãi. Sợ hãi thực sự. Sure.